Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Sao không nói ra? Cái gì? Chơi cùng vợ đi. Chơi cùng vợ đi. Ôi trời ơi, người ta giá cao lắm. Đợt này anh giá cao lắm. Giá anh đợt này một trận chơi với anh tầm khoảng 1 triệu. Được thôi, chơi cùng với em thì cũng được thôi. Nhưng mà triệu. Chơi với vợ đi mà không có tiền. Em mà không có tiền. Vẫn nói thật. Em mà nói thật. Nè. 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 Cho hôn một cái đi thì được. Không. Tại sao không? Nhưng mà huyền thoại tự chiến là phải 4 người. Để ngủ thêm, để anh ngủ thêm. Nhưng mà phải ngồi bắn giỏi nghe chưa? Ok. Nhớ là không được trừ điểm rank. Hứ? Khó cày lại lắm. Ok, em đi. Đi. Tại sao không nói ra? Không nói ra. Yêu em bao lâu sao anh không nói ra? Tại sao không nói ra? Không nói ra. Không được một cái thấy phê bái lầm luôn. Yeah yeah. A few moments later. Trận cuối cùng kéo có ngân lên huyền thoại tử chiến. Trận này hay là trận sau nữa, huyền thoại kim cương 4 sao à, thiếu 1 sao. À, trận này, ôi trận này gặp cái team huyền thoại cho em. Ui, đâu? Gặp team 4 kim cương 4. Dăm ba cái này yên tâm, gặp bạc lót được. Này chiến thuật này, chiến thuật này, chiến thuật này. Chiến thuật này. Ghiu, chiến thuật, chiến thuật. Ok ok, chiến thuật, thuật ok. Gì? Chiến thuật gì đấy? Chiến thuật gì đấy? Chiến thuật là có chiến thuật. Ồ ơi, ồ, chiến thuật gì giờ, ồ? Chiến thuật gì giờ, ồ? Con đau với sao? Đúng rồi, chiến thuật gì giờ đây? Chiến thuật là mình sẽ bám vào mông Ghiu để đi cùng với Ghiu, không Ghiu gục. Mẹ, 4 Ghiu 4 đấy. Chẳng là 3. Chỉ lên điện thoại nè. Nó nhảy vào nhà, nó nhảy vào nhà. Ôi! Đằng xe nó hút 500 rồi. Ui, lâu lắm. Mình bắn đâu được chứ? Chết đâu thôi à? Chào đồng mọi người, chấp chấp bạn các bạn, trận 1. Không có chấp đâu. Việc gì phải chấp? Trời. Ôi, bị thằng khác nó móc kìa. Ôi, tức tiếp một bắn hai. Thôi trận này chai hết này, top 1 ngay. Ok, chai hát nè, chai hát nè, chai hát này. Tôi bắn lục lục bạc auto headshot cho. Để đấy tôi lo cho. Dăm ba cái trận kéo cô ngân. Cậu để tôi. Cậu cứ để tôi. Tôi. Cậu tôi cứ để được. Tôi lo được. Tôi làm được. Cậu cứ ở ngoài đi để tôi. Để đấy, tôi làm cho. Cậu cứ yên tâm. Tôi làm cho cậu. Dăm ba cái này. Tôi lo được mà. Là một kia nào. Trời ơi, cái thằng đấy nó đứng im luôn cho Ghiu bắn kìa. Người ta chấp luôn, chấp Ghiu luôn. Không thấy thằng nào nhỉ? Ôi, tôi bị bắn, tôi bị bắn. Ê, tôi bị bắn. Đau quá, đau quá, đau quá. Á. Giờ mình sẽ on shot ông này. Cứu rồi. Bắn đau thế nhờ? Chú kem gì bắn đau thế? Ô, bắt đầu thu, bắt đầu thu. Đấy, gái cho máu á. À, không phải là ú cho máu. Ú là tuổi cháu mình nha mọi người. Nhà xe nha, nhà xe nha. Sao bây giờ đợi nó dồn lên này. Đợi nó dồn lên mình một viên giết nó luôn này. Ok ok. Đợi địch chuyển ú ra bắn này. Ok. Nhưng mà có người móc, có người móc. Có người móc kìa ơi. Móc rồi đó. Sơn. Tôi bắn gục một rồi, tôi bắn gục một rồi. Cứu được rồi. Nó chạy lên một thằng nữa. Tôi nghe thấy tiếng. Ấy, cẩn thận úng. Nó đứng sau lưng mình ấy. Ôi, mỗi lần mình cứu người này là mình thiệt á. Mỗi lần mình cứu người này thì mình thiệt lắm. Nóc. Nóc chưa? Rồi, ok. Mình vẫn giữ được 4 người là mình sống rồi. Đừng để nó câu máu, ngay trước mặt mình này. Ơi, đừng, góc Ghiu này, hai anh em mình bắn nó này. Có một thằng à,
Mình lên đây. Đợi 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 đợi. Ôi à, khủng lại nó kìa. Nó đứng ngoài bo, hay quá. Yes. Yes. Đẹp trai ngay. Thấy á, thấy mọi người thấy mình đẹp trai hẳn à. Đẹp xanh tầm này. Này, tại sao vợ lại thở dài như thế? Vợ đang cố tình không lên. Ai cho tôi cái giáp đi? Ây da, tôi mới nhặt cái giáp hỏng của ai luôn. Ai giàu thế nhở? Wow. Yo. Bắt giáp cho mọi người. Ok, chân này tôi sẽ gánh. Địch vẫn sẽ chơi là lên nắp nha mọi người, thật nhở. Để lên mái này. Cắn. Cắn đi, cắn đi. Ú ơi, Ú nói chuyện đi Ú. Ú nói chuyện với mọi người cho vui đi Ú. Đúng rồi. Tâm sự lên. Ơ, địch. Địch không chơi lên nóc à? Không chơi lên nóc, không chơi lên nóc nha. Ai địch, Ú ơi, bên phải mình có đấy. Địch đầu thỏ kìa. Rồi, thấy ơi. Giết thằng đầu thỏ trước này. Ok, ok, đầu thỏ ngất. Tại sao lại ngất như thế hả bạn? Ở xa, ở xa, ở xa. Ôi nha. Kỹ kỹ đi bạn, bắn kỹ kỹ một tí. Ok. Tớ đang phải lúc đồ của một à, hay quá. Ôi sao á? Ôi, chúng mình, chúng mình. Chúng tôi này bạn ơi. Ok. Để đấy, tôi qua cho, tôi để đấy, cậu cứ để đấy, tôi lo được. Mình càng sống lâu càng tốt, đừng ai bị gạt cả là ok. Ôi, đầu kia, đầu kia, đầu kia. Bên kia, bên kia, bên kia. Ai ơ? Này thì... Đây. Good. Này thì bắn, 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 dư thân. Hai không rồi, bây giờ mua giáp đi mọi người. Tới lúc mua giáp rồi. Để mua một quả bom nhá, ai có tiền mua thêm quả bom ném. Nốc hay là ném bom vô. Ok, hợp lý luôn. Thu sơn nào, ui có thu sơn nào. Oh my god. Sao thu sơn không có, không có tay cầm gì. À, cũng vẫn nè. Gục là thua nha mọi người. Có ga bạc ở đây không phải lo gì hết, nhưng mà gục là thua nha. Mọi người để ý gục là thua đấy. Một cho nó tư máu. Một viên bay sợ. Chết luôn. Chết bà rồi, mua giáp mà quên mua mũ. Cẩn thận nha, bên phải đẩy đến là... Rồi. Xén ngay. Sợ ngay. Rồi, trúng một thằng. Nóc một rồi, lên 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 lên, nóc là phải đẩy. Đẩy lên mắt. Ôi, hay thế. Hay con ngân, móc hay lắm em. Đi sau lưng, đi sau lưng kìa. Rồi, cứu Ú nè. Đồ đi, coi nó đi. Móc đường sau lưng này. Sao, sao. Ây da. Cậu đang đứng ở đâu? Đây, đây, tôi hay không. Nóc rồi, nóc rồi. Ê, bên trước mặt mình. Mặt mình nhá, sau keo xanh, sau keo xanh của kia. Ây. Hay. Hay rồi, hay rồi. Chỉ cần cover bất cứ được là ok ngay. Trời ơi. Hay ngay. Ồ, quên, mua bàn cái bông kèo. Thắng 3-1 luôn cho nó chất, anh em ơi. Thắng 3-1 luôn cho nó chất nhé. Bây giờ phải niệm trong đầu là không được chủ quan, không được chủ quan, không được chủ quan, không được chủ quan. Đúng, không được chủ quan. Đúng không? Mồi cho Ú nói chứ thấy Ú im re. Anh nói nhiều quá sao Ú nói được anh? Một thằng ngay góc Ú ấy, ngay góc Ú luôn. Này, cái tất địch hay nhảy lên mái nhà nhá. Sao mấy ông này chơi kiểu gì ấy? Ôi, cú ngân à? Ấy. Ui, đông quá. Tư anh ơi. Góc anh đông quá. Ôi giời ơi. Đâu, chúng quen rồi. Trời ơi. Lên đây là không có được chủ quen, nó được chủ quen. Cố lên. Mọi người cố lên. Ô, mình tin mọi người làm được mà. Ôi. Có người dưới công an kìa. Trong nhà, dưới nhà ghiu đúng không? Ôi. Mẹ chà. Vào đấy. Ui ngay à. Dưới nhà ghiu 4 thằng nhá. Tôi dụ được, tôi dụ được, tôi dụ được. Ôi. Ấy. Khổ quá. Ô bộ hóa hóa thỏ kìa. Ôi khổ quá. Hai. Ôi hóa thỏ luôn. Chứ thật kinh hay, hay, team hay. Được. Ôi. Không sao lặp lại đây mọi người. Bây giờ không đẩy sâu nữa nhá. Đừng đừng đẩy cái đó. Đừng thật đừng như thế. Đã đọc được vị trí đâu.
bọn mình phải chơi kiểu đọc cái vị trí đã đẩy như vậy để phải không có cái này. Ok. Follow, hóa em bụi cỏ ấy, không bắn được luôn. Nó bị mất hình tâm ấy, bắn khó lắm. Rồi đi thôi. Let's go. Chia gấp nè mọi người. Đừng để nó bắn qua kiểu đấy. Đau lắm. Đứng từ nhà bắn luôn mà. Chưa gấp nha, chưa gấp nha. Ke nha. Nó một. Hay kill. Đẩy không? Nhảy này. Không. Bởi vì chỗ đấy có hai người cứu nhau hết. Bên phải ba nhá, phải sang ba, xong phải ba phải rồi. Sang phải hết rồi. Đóng tiếp, đóng. Bom không? Bom. À mình đóng bom vẫn thua. Mẹ của bom không tới kìa, tức quá. Sang trái, bom. Họ chỉ có đủ 8 quả bom thôi, không có nhiều đâu. Thì mấy bạn này spam sống quá. Tụi bạn spam bom là còn mạnh rồi. Đầu nha, thanh niên kia tính làm đầu đấy. Thôi, ông này đi ẩu kìa. Mày quá, mỗi ông này bây giờ hít máu hết rồi này. Không có báo bờ bơm đâu mà, chỉ là biết. Ấy, móc mình nhớ. Móc nhưng mà chưa dám đẩy qua hàng rào đâu. Trời ơi, chẳng có bóng kêu chí. Đó một. First blood. Sợ quá. Sao bờ rào chẳng. Đừng có để nó đẩy vào nhà nha em, nó đẩy vào nhà. Nhà này em đây. Một thằng. Hai thằng. Thằng thỏ yếu nè. Thằng thỏ chết rồi. Ok. Yếu. Còn một mình thằng đó thôi. Ok luôn. Sao? Bây giờ. Ủa hết đạn rồi này. Còn không viên. Còn không viên này. Còn không viên này. Thắng à? Anh cũng cực.